Chúng tôi xin được đếm ngược 3, 2, 1, bắt đầu. Chúc mừng đội đỏ đã có 2 điểm đầu tiên và chúng tôi bắt đầu tập của chúng ta. Vâng, đã hoàn thành chính xác phần thi của mình với 7 điểm rồi ạ. Vâng, có kỹ thuật đối ạ, có đội màu xanh. Và bên sân thi đấu màu xanh, số bút tự động của đội xanh có tặng sự cố vô cùng đáng tiếc. Hiện tại thì đội đỏ đang tạm thời dẫn trước với 7 điểm. Chúng ta cùng cổ vũ cho đội xanh đội Kanye ạ. Cố lên. Tiếc quá. Đội ngũ cổ động viên của Idol đâu ạ? Vâng, chúng ta với tinh thần tương thân tương ái, chúng ta thường sẽ cổ vũ cho đội yêu. Hiện tại trên sân khấu thì đội đỏ là đội Phai Xuân đang tạm rời dẫn trước. Chú lúc mốc của đội xanh đội, chúng ta còn được chơi nào không? Chúc mừng đội đỏ với 3 điểm. Chưa rồi, đội xanh chưa rồi. Các bạn ơi, chúng ta chỉ còn khoảng 85 giây nữa thôi nên chúng ta phải thực hiện rất nhanh chóng và hết sức cẩn thận. Bởi vì mỗi lần mà chúng ta mất tự động, và chúng ta dễ dàng nhận ra đội đỏ đang cố gắng hướng đến một chiến thắng tuyệt đối. Vâng, chiến thắng trong rồi. Rồi đã lên nằm rồi, chúng ta không cổ vũ nhá. Có vào không? Vâng, ta không vào rồi. Rồi vâng, lại trường mất rồi ạ. Thời gian chỉ còn 45 giây nữa thôi, để những các đội chúng ta nhanh chóng và có những điểm cao nhất có thể. Chúng ta cùng chờ đón xem không biết hiện tại thì đội đỏ có đạt được điểm tuyệt đối hay không. Vâng, thật tiếc con tưởng sạch quá. Wow, lại trượt rồi đúng không ạ? Các bạn đội đỏ cố lên nào, chúng ta chỉ còn 20 giây nữa thôi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của đội đỏ rồi đúng không? Phần sơ đội hai đội Phai Xuân và đội Kanye thì chúng ta tôi xin mời hai đội là đội Than và đội Matteo chúng ta chuẩn bị để với các trận phía sau. Vâng, hết giờ. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời.